đoàn viên cuối cùng của phi công máy bay SU-22 hy sinh trong lúc huấn luyện. Năm nay, phi công Trần Ngọc Duy đưa vợ con về quê ngoại ăn Tết, căn nhà luôn rộn rã tiếng cười. Sau đó, anh về đơn vị trước để huấn luyện và gặp nạn nên đã hy sinh. Vào 0 giờ 00 phút ngày 1 tháng 2, sương giá phủ xuống dày đặc ở các tỉnh miền núi Yên Bái. Khu nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái càng thêm lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có tiếng lách cách từ những cột sắt va vào nhau. Dưới ánh đèn vàng vọt, nhiều chiến sĩ đang lặng lẽ chuẩn bị tang lễ cho phi công Trần Ngọc Duy mới hy sinh. Chiều hôm qua, đại úy phi công Trần Ngọc Duy sinh năm 1992, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, quân chủng Phòng không Không quân cất cánh chuyến bay đầu tiên của mình trong năm mới. Trong lúc huấn luyện, máy bay gặp nạn và đại úy phi công Trần Ngọc Duy đã hóa thành cánh chim bay mãi lên trên bầu trời. Bên ngoài nhà tang lễ, hai người đàn ông lớn tuổi thấp thỏm hướng đôi mắt nhìn vào trong, chờ đợi được vào nhìn bằng con trai, con rể mình lần cuối. Chiều cùng ngày, gia đình ông Đê nhận được điện thoại từ đơn vị thông báo con rể gặp nạn. Sau đó đồng đội đến nhà đưa vợ chồng ông cùng con gái và hai con nhỏ của Duy từ Ninh Thuận ra sân bay. Lúc này vợ Duy đã ngã khuỵu, đồng đội đi cùng phải thường xuyên túc trực và động viên. Nhắc với con rể, ông Dê cho biết Duy là người cẩn thận, sống tình cảm. Đáp xuống sân bay Nội Bài, ông giờ về đơn vị của con. Chứng kiến hiện trường vụ rơi máy bay, tim ông đau thắt, mọi hy vọng của ông như vậy là đã tan biến.